Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 27. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi. Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi. Tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi đặng ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã. Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giả giấy nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi. Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài. Hãy thương xót tôi và nhậm lời tôi. Khi Chúa phán rằng, các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng, Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ tìm mặt Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi, chớ xô đuổi kẻ tôi tới Chúa trong khi Chúa nổi giận. Khi trước Chúa là sự tiếp trợ tôi, xin chớ lìa tôi, chớ bỏ tôi. Khi cha mẹ bỏ tôi đi, thì Đức Giê-hô-va sẽ tiếp nhận tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài. Nhưng vì các kẻ thù nghịch tôi, xin hãy dẫn tôi vào lối bằng thẳng. Chớ phó tôi cho ý muốn kẻ cừu địch tôi vì những chứng dối và kẻ buông ra sự hung bạo đã giấy nghịch cùng tôi. Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống, thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí. Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Chương 10. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn. Người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Nhưng chiên chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trốn vì chẳng quen tiếng người lạ. Đức Chúa Giê-xu phán lời ví dụ đó, nhưng chúng không hiểu Ngài muốn nói chi. Đức Chúa Giê-xu lại phán cùng họ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta là cửa của chiên. Hết thảy những kẻ đã đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng nó. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn, muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên ta phó sự sống mình. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Này, tại sao cha yêu ta? Ý vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi,
nhưng tự ta phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Nhân những lời đó, người Giu-đa lại chia phe ra nữa. Phần nhiều trong đám họ nói rằng: người bị quỷ ám, người là điên, sao các ngươi nghe làm chi? Kẻ khác nói rằng: ấy đó chẳng phải là lời nói của một kẻ bị quỷ ám. Quỷ há có thể mở mắt kẻ mù được sao? Tại thành Jerusalem có dự lễ khánh thành đền thờ. Bây giờ là mùa đông. Đức Chúa Giêsu đi dạo trong đền thờ dưới hiên cửa Salomon. Người Giu-đa nhóm xung quanh ngài mà nói rằng: thầy để chúng tôi nghĩ vơ vẩn mãi cho đến khi nào? Nếu thầy là Đấng Christ, hãy nói rõ cho chúng tôi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ta đã bảo các ngươi mà các ngươi không tin. Những việc ta nhân danh cha ta mà làm đều làm chứng cho ta. Nhưng các ngươi không tin ta, vì các ngươi chẳng phải là chiên của ta. Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Ta với cha là một. Người Giu-đa lại lượm đá đặng ném ngài. Đức Chúa Giêsu phán rằng: ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi cha đến, vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giu-đa trả lời rằng: ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn. Ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: trong luật pháp của các ngươi há chẳng chép rằng ta đã phán các ngươi là các thần hay sao? Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần, và nếu Kinh Thánh không thể bỏ được, thì ta đây là đấng cha đã biệt ra thánh và sai xuống thế gian nói ta là con Đức Chúa Trời. Cớ sao các ngươi cáo ta là nói lộng ngôn? Ví bằng ta không làm những việc của cha ta thì các ngươi chớ tin ta. Còn nếu ta làm, thì dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta, để các ngươi hiểu và biết rằng cha ở trong ta và ta ở trong cha. Chúng còn kiếm cách để bắt ngài nữa, nhưng ngài tránh khỏi tay họ. Đoạn ngài lại sang bên kia sông Giô-đanh, đến nơi dân đã làm phép báp têm trước hết và trú tại đó. Có nhiều kẻ đến cùng ngài mà nói rằng: dân chưa làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều dân đã nói về người này là thật. Tại đó có nhiều người tin ngài. Chương 4. Môi-se thưa rằng: nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng Đức Giê-hô-va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu. Đức Giê-hô-va phán rằng: trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng: một cây gậy. Phán rằng: hãy ném xuống đất đi. Người bèn ném xuống đất, gậy hóa ra một con rắn. Môi-se chạy trốn nó. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: hãy giơ tay ngươi ra nắm đuôi nó. Người giơ tay ra nắm thì nó huờn lại cây gậy trong tay. Đức Giê-hô-va phán rằng: ấy để cho chúng nó tin rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp đã hiện ra cùng ngươi. Đức Giê-hô-va lại phán rằng: hãy đặt tay ngươi vào lòng. Ngươi liền đặt vào rồi lấy ra. Này, tay người nổi phun trắng như tuyết. Đoạn ngài phán rằng: hãy đặt tay ngươi vào lòng lại. Người bèn đặt vào rồi lấy ra, kìa, tay trở lại như thịt mình. Lại phán: nếu khi nào dân đó chẳng tin ngươi và chẳng vâng theo tiếng của dấu thứ nhất, thì sẽ tin theo tiếng của dấu thứ nhì. Vả lại, nếu dân chẳng tin cả hai dấu này và không vâng theo lời ngươi, thì hãy lấy nước dưới sông mà làm tràn ngập trên mặt đất. Nước mà ngươi đã lấy dưới sông lên đó sẽ thành máu trên mặt đất vậy. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: ôi lạy Chúa, từ hôm qua hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi tới Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Đức Giê-hô-va bèn phán rằng: ai tạo miệng loài người ra? Hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? Vậy bây giờ hãy đi,
ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. Môi-se thưa rằng: Ôi lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi thì sai. Đức Giê-hô-va bèn nổi giận cùng Môi-se mà phán rằng: Có phải A-rôn, người Lê-vi là anh ngươi chăng? Ta biết người đó có tài nói giỏi, và kìa, người đang đi đến đón ngươi kia. Khi thấy ngươi, chắc sẽ vui mừng trong lòng. Vậy, ngươi hãy nói cùng người và sắp để những lời trong miệng người. Khi hai ngươi nói, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và miệng anh ngươi, dạy các ngươi những điều gì phải làm. Ấy là người đó sẽ nói cùng dân sự thế cho ngươi, dùng làm miệng ngươi, còn ngươi sẽ dường như Đức Chúa Trời cho người vậy. Ngươi hãy cầm lấy gậy này nơi tay để dùng làm các dấu lạ. Môi-se bèn đi, trở về Giê-trô, ông gia mình mà thưa rằng: Xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ê-díp-tô, đặng thăm thử họ còn sống chăng. Giê-trô bèn nói cùng Môi-se rằng: Con hãy đi bình yên. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Môi-se tại Ma-đi-an rằng: Hãy trở về xứ Ê-díp-tô, vì mấy người tìm giết ngươi đã chết hết rồi. Môi-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa, trở về xứ Ê-díp-tô. Người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Khi trở về xứ Ê-díp-tô, hãy cẩn thận về các dấu lạ của ta đã giao nơi tay ngươi mà làm trước mặt Pha-ra-ôn. Nhưng ta sẽ khiến người cứng lòng, chẳng cho dân sự đi. Vậy ngươi phải tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vậy: Israel là con ta, tức trưởng nam ta, nên ta có phán cùng ngươi rằng: Hãy cho con ta đi để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Này, ta sẽ giết con trai ngươi là con trưởng nam của ngươi. Vả đang khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Môi-se nơi nhà quán và kiếm thế giết người đi. Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá cắt dương bì của con mình và quăng dưới chân Môi-se mà nói rằng: Thật chàng là huyết lang cho tôi. Đức Giê-hô-va tha chồng. Nàng bèn nói rằng: Huyết lang là vì cớ phép cắt bì. Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: Hãy đi đến đồng vắng đón rước Môi-se. A-rôn bèn đi gặp Môi-se tại núi của Đức Chúa Trời và hôn người. Môi-se thuật lại cho A-rôn mọi lời của Đức Giê-hô-va sai mình truyền và các dấu lạ mà Ngài đã dạy mình làm. Vậy Môi-se đi cùng A-rôn, nhóm lại các trưởng lão dân Israel. A-rôn bèn thuật hết các lời của Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se và làm những dấu lạ trước mặt dân sự. Chúng bèn tin, hiểu rằng Đức Giê-hô-va đã thăm viếng dân Israel và thấy điều cực khổ của mình. Chúng bèn cúi đầu và thờ lại. Chương 5. Kế sau, Môi-se và A-rôn đến tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của dân Israel có phán như vậy: Hãy cho dân ta đi, đặng nó giữ một lễ cho ta tại đồng vắng. Nhưng Pha-ra-ôn đáp rằng: Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời người để cho dân Israel đi? Trẫm chẳng biết Giê-hô-va nào hết, cũng chẳng cho dân Israel đi nữa. Môi-se và A-rôn tâu rằng: Đức Chúa Trời của dân Hebrew đã đến cùng chúng tôi. Xin hãy cho phép chúng tôi đi vào nơi đồng vắng cách chừng 3 ngày đường, đặng dân tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, kẻo Ngài khiến bệnh dịch hay việc gươm dao hành chúng tôi chăng? Vua xứ Ê-díp-tô phán rằng: Hỡi Môi-se và A-rôn, sao các ngươi xui cho dân chúng bỏ công việc như vậy? Hãy đi làm công việc mình đi. Pha-ra-ôn lại phán rằng: Kìa, dân sự trong xứ bây giờ đông đúc quá, hai ngươi làm cho chúng nó phải nghỉ việc ư? Trong ngày đó, Pha-ra-ôn truyền lệnh cho các đốc dịch và phái viên rằng: Các ngươi đừng phát rơm cho dân sự làm gạch như lúc trước nữa, chúng nó phải tự đi kiếm góp lấy. Nhưng các ngươi hãy hạn số gạch y như cũ, chớ trừ bớt chi cả, vì họ biến nhát lấy cớ mà đồng kêu lên rằng: Hè đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy gán công việc nặng cho chúng nó, hầu cho chúng nó mắc công việc, chẳng siêu về lời giả dối nữa. Các đốc dịch và phái viên bèn ra nói cùng dân chúng rằng: Pha-ra-ôn có phán như vậy: Ta chẳng cho các ngươi rơm nữa, hãy tự đi kiếm lấy rơm ở đâu thì đi, song chẳng trừ bớt công việc các ngươi chút nào.
Bây giờ dân chúng bèn đi rải khắp xứ Ai Cập đặng góp gốc rạ thế cho rơm. Các đốc dịch lại hối rằng: hãy làm cho xong phần việc các ngươi y số định, ngày nào cho rồi ngày nấy, cũng như khi có phát rơm. Những phái viên trong vòng dân Israel mà các đốc dịch của Pharaoh đã lập lên trên dân đó bị đánh và quở rằng: sao hôm qua và ngày nay các ngươi chẳng làm xong phần định về việc mình làm gạch y như trước? Các phái viên của dân Israel bèn đến kêu cùng Pharaoh rằng: sao bệ hạ đãi kẻ tôi tớ như vậy? Người ta chẳng phát rơm cho, lại cứ biểu chúng tôi rằng hãy làm gạch đi. Này, tôi tớ của bệ hạ đây bị đòn, lỗi tại dân của bệ hạ. Nhưng vua đáp rằng: các ngươi là đồ biếng nhác, đồ biếng nhác. Bởi cớ đó nên nói cùng nhau rằng: hè, đi tế Đức Giê-hô-va. Vậy bây giờ cứ đi làm việc đi, người ta chẳng phát rơm cho đâu, nhưng các ngươi phải nộp gạch cho đủ số. Vậy các phái viên của dân Israel lấy làm bối rối, vì người ta có nói cùng mình rằng: các ngươi chẳng được trừ số gạch đã định cho mình, ngày nào rồi ngày nấy. Khi lui ra khỏi Pharaoh thì họ gặp Môi-se và A-rôn đợi tại đó, bèn nói rằng: hai ngươi đã làm cho chúng tôi ra mùi hôi hám trước mặt Pharaoh và quần thần, mà trao thanh gươm vào tay họ đặng giết chúng tôi. Cầu xin Đức Giê-hô-va xem xét và xử đoán hai ngươi. Môi-se bèn trở về cùng Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: lạy Chúa, sao Chúa đã làm hại cho dân sự này? Chúa sai tôi đến mà chi? Từ khi tôi đi ý kiến Pharaoh đặng nhân danh Chúa mà nói, thì người lại ngược đãi dân này, và Chúa chẳng giải cứu dân của Chúa. Chương 6. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: bây giờ ngươi hãy xem những điều ta sẽ hành Pharaoh, vì nhờ tay quyền phép ép buộc, vua đó sẽ tha và đuổi dân Israel ra khỏi xứ mình. Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng: ta là Đức Giê-hô-va. Ta đã hiện ra cùng Abraham, cùng Isaac và cùng Gia-cốp, tỏ mình là Đức Chúa Trời toàn năng. Song về danh ta là Giê-hô-va thì ta chưa hề tỏ cho họ biết. Ta cũng có lập giao ước cùng họ để ban xứ Ca-na-an cho, là xứ họ đã kiều ngụ như khách ngoại bang. Ta cũng có nghe lời than thở của dân Israel bị người Ai Cập bắt làm tôi mọi, bèn nhớ lại sự giao ước của ta. Vậy nên ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng: ta là Đức Giê-hô-va sẽ rút các ngươi khỏi gánh nặng mà người Ai Cập đã gán cho, cùng giải thoát khỏi vòng tôi mọi. Ta sẽ giơ thẳng tay ra dùng sự đoán phạt nặng mà chuộc các ngươi. Ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi khỏi gánh nặng của người Ai Cập. Ta sẽ dắt các ngươi vào xứ ta đã thề ban cho Abraham, cho Isaac, cho Gia-cốp, mà cho các ngươi xứ đó làm cơ nghiệp. Ta là Đức Giê-hô-va. Môi-se nói lại như vậy cho dân Israel, nhưng vì bị sầu não và việc tôi mọi nặng nề nên chẳng nghe Môi-se chút nào. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: hãy đi tâu cùng Pharaoh vua xứ Ai Cập, phải cho dân Israel ra khỏi xứ mình. Nhưng Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: này, tôi là một kẻ vụng miệng, dân Israel chẳng có nghe lời tôi. Pharaoh há sẽ khứng nghe lời tôi sao? Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn, bèn truyền cho hai người phải đi đến dân Israel và Pharaoh vua xứ Ai Cập, đặng đem dân đó ra khỏi xứ Ai Cập. Đây là các trưởng tộc của những họ hàng dân Israel. Các con trai của Ruben, tức là trưởng nam Israel, là Henoc, Phalu, Hezron và Cạc-mi. Đó là những họ hàng của Ruben. Các con trai của Simeon là Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Soha, và Saul là con của vợ xứ Canaan. Đó là họ hàng của Simeon. Đây là tên các con trai của Levi, tùy theo dòng dõi của họ: Gerson, Kehat và Merari. Levi hưởng thọ được 137 tuổi. Các con trai của Gerson tùy theo họ hàng mình: Libni và Shimei. Các con trai của Kehat là Amram, Yitzeha, Hebron và Ucien. Kehat hưởng thọ được 133 tuổi.
Các con trai của Merari là Matli và Mushi. Đó là các họ hàng của Levi tùy theo dòng dõi của họ. Và Amram lấy Jochebed là cô mình làm vợ. Nàng sinh cho người Aaron và Môi-se. Amram hưởng thọ được 137 tuổi. Các con trai của Yitzhak là Kore, Nefet và Sikri. Các con trai của Uziel là Misha-en, En-sa-phan và Sidri. Aaron cưới Elisheba, con gái của Aminadab, em của Nahashon. Nàng sinh cho người Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama. Các con trai của Kore là Aksi, Enkana và Abiasap. Đó là các họ hàng của dân Kore. Eleasa, con trai của Aaron, cưới con gái của Phutien làm vợ. Nàng sinh Phinea cho người. Đó là các trưởng tộc của nhà tổ phụ người Levi, tùy theo họ hàng mình vậy. Ấy, Aaron và Môi-se này, tức là người mà Đức Giê-hô-va đã phán dạy rằng: hãy tùy theo cơ đội đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Ấy là hai người tâu cùng Pharaon vua xứ Ai Cập đặng đem dân Israel ra khỏi xứ đó. Ấy là Môi-se và Aaron này. Vậy trong ngày Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se tại xứ Ai Cập thì Ngài có truyền rằng: ta là Đức Giê-hô-va, hãy tâu lại cùng Pharaon vua xứ Ai Cập hết thảy mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi. Môi-se bèn thưa rằng: này, tôi là người vụng miệng, Pharaon há sẽ nghe tôi sao? Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.